Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Tài chính, đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước là 1 triệu 380,7 nghìn tỷ đồng, tức là đã đạt 81,2% dự toán cả năm, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt hơn 86% dự toán, còn thu ngân sách địa phương đạt hơn 76% dự toán. Kết quả thu ngân sách đến thời điểm này được đánh giá là khá tích cực. Ở chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước tới nay đạt 1 triệu 160,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển mới đạt trên 41%, chi trả nợ lại 65,7%, chi thường xuyên 63,9%, chi dự trữ quốc gia trên 81%. Về cơ bản, cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 được đảm bảo và có dư địa thuận lợi cho việc điều hành chính sách tài khóa năm nay.